Công dụng thần kỳ của cây cỏ sữa. Cỏ sữa có hai loại, lá nhỏ và lá to. Cả hai đều được nhân gian dùng làm thuốc chữa bệnh lý. Ngoài ra, cỏ sữa còn giúp chữa nhiều bệnh khác như là trĩ, viêm loét, mụn nhọt, mẩn ngứa và ho hen. Cỏ sữa lá nhỏ thuộc họ thầu dầu. Cây mọc lan trên mặt đất, thân cành có màu tím đỏ, lá mọc đói, hình bầu dục hoặc thân dài, dài nhất khoảng 7mm, lá hơi khía tai bèo. Cụm hoa mọc ở kẽ lá, quả nhỏ có đường kính khoảng 1,5mm. Khi bấm, cây cỏ sữa có nhựa trắng chảy ra. Cỏ sữa mọc hoang ở nhiều nơi, có thể thu hái trong mùa hè, rửa sạch, phơi khô, dùng dần để làm thuốc. Kinh nghiệm nhân gian thường dùng cỏ sữa lá nhỏ để chữa lị. Theo đông y, cỏ sữa có vị nhạt, hơi chua, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt. Cỏ sữa lá to cùng họ với cỏ sữa lá nhỏ là cây sống hàng năm, thân mọc thẳng, có thể cao 30-40cm, màu đỏ nhạt, có phủ lông màu vàng nhạt, lá màu xanh hoặc là màu đỏ, hình mát, quả màu nâu nhạt, cây thường mọc hoang. Trong cỏ sữa chứa thành phần phenolic và các axit hữu cơ như là gallic, palmitic nên được dùng để làm thuốc chữa lị. Một số nước còn dùng cỏ sữa lá to để chữa viêm loét giác mạc, đau mắt, ho hen. Bài thuốc phối hợp trị bệnh kiết lỵ. Ở Ấn Độ, cỏ sữa thường được dùng trị bệnh dung ở trẻ em, bệnh đường ruột và ho. Dịch lá dùng trị lỵ và giảm các cơn đau bụng. Trường hợp kiết lỵ cấp tính, bạn hãy dùng 50g cỏ sữa lá nhỏ, rau sam 50g, cỏ nhỏ nồi 50g, cho tất cả vào ấm sắt với 500ml nước, sắt cạn còn 200ml. Người lớn chia thành 2 lần uống trong ngày, trẻ nhỏ tùy thuộc vào tuổi chia thành 3-4 lần, uống lúc đói bụng. Các bạn lưu ý là nhớ uống lúc còn đói bụng chứ không phải là ăn no xong mới uống nha các bạn. Trường hợp kiết lỵ mãn tính, bạn hãy lấy 30g lá cỏ sữa lá nhỏ, 15g lá chè già, sắc lấy nước, pha thêm đường hoặc mật ong và chia thành 2-3 lần uống trong ngày. Trị dòi dơm, chảy máu, cỏ sữa lá nhỏ tươi 100g, giã nát, vắt lấy nước cốt để uống, có thể dùng cây khô để sắc uống. Trị viêm loét, mụn nhọt ngoài da, cỏ sữa lá nhỏ lượng vừa đủ, giã nát, đắp lên vùng da bị tổn thương. Viêm da, mẩn ngứa, cỏ sữa lá nhỏ lượng vừa đủ, giã nát, xoa sát hay nấu nước để tắm rửa. Chữa ho hen, cỏ sữa lá to 10g, lá cây bồng bồng 3 lá, lá dâu 20g, sắc uống ngày 1 thang, chia thành 2-3 lần. Lưu ý, cây cỏ sữa có 2 loại, cỏ sữa lá to và cỏ sữa lá nhỏ. Cả hai loại đều có khả năng chữa bệnh lỵ, nhưng loại lá nhỏ được dùng phổ biến hơn, theo kinh nghiệm của viện nghiên cứu đông y. Cỏ sữa lá lớn có chứa chất nhựa và axit gallic, glucoside độc chưa xác định được. Hạt chất có trong cỏ sữa lá lớn đều nhỏ, có thể gây ngừng hô hấp, tim đập chậm, gây sót niêm mạc dạ dày ở động vật. Ở nhiều quốc gia thì cây cỏ sữa lá lớn được ứng dụng nhiều trong điều trị một số bệnh về mắt như là đau mắt, loét giác mạc, bệnh ho hen. Tại Việt Nam, cây cỏ sữa lá lớn được phối hợp với vị thuốc hoàng đằng để sản xuất thuốc trị lỵ mang tên là Codagic. Ngoài ra thì trong thành phần của cỏ sữa có chứa nhiều các chất axit gallic. Cỏ sữa lá to được dùng để điều trị bệnh xơ gan cổ trướng khá hiệu quả. Cỏ sữa lá to để chữa bệnh gút. Lá cây cỏ sữa dùng để cầm máu và điều trị các trường hợp rối loạn đường tiêu hóa. Cỏ sữa giúp hạ sốt và làm mát cơ thể, làm mềm da và làm giảm kích ứng các màng nhầy trong cơ thể. Cỏ sữa có tác dụng sổ nhẹ, có tác dụng tốt đối với những người bị nhiễm khuẩn đường hô hấp như là ho, cảm lạnh, sổ mũi, viêm phổi và hen suyễn.
nhờ tác dụng làm dần phế quản và các mạch máu ngoại vi, rất hiệu quả trong việc điều trị bệnh hoa liễu. Lá cỏ sữa được dùng để trị bệnh dung sán, đặc biệt là nhóm dung đũa, dung kim ở trẻ nhỏ. Cỏ sữa giúp gia tăng lượng sữa cho những phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú. Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học, trong cỏ sữa lá lớn có axit gallic. Đây là một glucosid độc chưa xác định được và một chất nhựa. Chính vì vậy, khi sử dụng vị thuốc này, cần thận trọng. Do có axit nên cây có gây sót, kích ứng nhẹ niêm mạc dạ dày. Có thể do đặc tính này nên nhiều người nhầm là cây cỏ sữa lá to có độc và không có hiệu quả chữa bệnh. Tuy nhiên, nếu dùng đúng người, đúng liều lượng và đúng cách, thì cây này mang lại những tác dụng rất tích cực. Điều trị xơ gan cổ trướng. Để hỗ trợ điều trị xơ gan cổ trướng, không ít người đã dùng cây cỏ sữa lá to. Cách thực hiện khá đơn giản. Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu: cây cỏ sữa lá lớn 10 gram và vỏ cây gáo 10 gram, cây cỏ sước 15 gram đun với 1,5 lít nước, đun cạn còn 600 ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. Cây cỏ sữa có thể chữa được cái nước ăn chân. Và cách làm như sau: lấy một nắm cây tươi, đun nước, để nước nguội, ngâm chân trong khoảng thời gian 20 phút. Ngày làm một lần, làm liên tục trong 3 ngày là hết ngứa. Cỏ sữa lá to được chị em dùng để dưỡng tóc. Lấy dịch mủ của cây cỏ sữa chà sát lên da đầu, làm khoảng 3 lần mỗi tuần, giúp cho tóc mọc nhanh và tăng trưởng tốt. Cỏ sữa chữa được nứt môi, viêm lưỡi. Lấy dịch mủ của cây cỏ sữa bôi lên môi, giúp mau lành các vết nứt nẻ ở môi. Cỏ sữa còn có tác dụng làm lành các vết loét dạ dày. Lấy cây cỏ sữa phơi khô, nghiền thành bột, trộn thành khối nhão, sau đó đắp lên vết thương hay vết lõm. Nó còn hữu hiệu để làm tiêu các mụn cóc bằng cách bôi trực tiếp lên vùng da bị tổn thương. Thành phần dược chất dồi dào trong thảo dược có công dụng kháng viêm hiệu quả, mang đến công dụng trị mụn tuyệt vời. Sử dụng chiết xuất từ cây cỏ sữa có thể diệt khuẩn, giảm sưng đỏ, các nốt mụn và chống nhiễm trùng da rất tốt. Bạn chỉ cần sử dụng một nắm lá cây cỏ sữa để rửa sạch với nước, giã nát và đắp lên vùng da bị mụn. Sau 2 tuần, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi rõ rệt trên da, giúp làm trắng và điều màu da. Một trong những công dụng của cây cỏ sữa không thể quên nhắc đó chính là khả năng làm trắng da. Cách sử dụng rất đơn giản. Bạn dùng một nắm lá cây cỏ sữa đã rửa sạch, làm nát và đắp đều lên da khoảng 1 tiếng. Sau đó rửa sạch với nước lạnh. Sau khoảng thời gian 1 tháng thì bạn sẽ nhận thấy da đều màu và sáng mịn hơn. Phụ nữ sau khi sinh muốn cải thiện chất lượng và số lượng sữa mẹ cũng có thể dùng nước sắc của cây cỏ sữa và cây hạt gạo để nấu cháo ăn. Hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa. Thành phần trong cây cỏ sữa có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa kém, ăn không tiêu. Cách sử dụng đơn giản, bạn chỉ cần nước sắc cây cỏ sữa nguyên chất để uống trước bữa ăn chính khoảng 30 phút. Hoặc bạn có thể kết hợp cây cỏ sữa với lá mơ lông, hạt cao để sắc thành nước uống trong ngày. Cầm máu. Với cây cỏ sữa lá lớn, bạn có thể sử dụng để cầm máu vết thương. Bạn chỉ cần giã nát cây cỏ sữa để rửa sạch, sau đó đắp lên vết thương đang chảy máu và cố định chặt bằng gạt y tế. Sau khoảng 10 phút, máu sẽ được cầm lại, giảm đau và tránh nhiễm khuẩn vết thương hở. Điều trị dung sán. Cây cỏ sữa lá lớn được dùng nhiều trong các bài thuốc điều trị dung sán, dung đũa, dung kim ở trẻ em. Trẻ nhỏ uống nước lá cỏ sữa sẽ có thể đẩy dung ra bên ngoài theo đường đại tiện và không gây ra tác dụng phụ.